Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Quay qua người các bạn, shalom, shalom, shalom. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ chúng ta sứ điệp làm sao để gì Chúa hứa thành hiện thực. Quay qua một cái bình, làm sao để gì Chúa hứa cho anh chị thành hiện thực. À, quý vị biết không, cách đây khoảng gần 20 năm, những lời Chúa hứa cho tôi là tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới, đi nhiều nơi trên thế giới, và Chúa dùng tôi như thế này, dùng thế kia, trong đó có tiên tri và chia sẻ nhiều. Tới bây giờ khoảng gần 20 năm mới xảy ra. Tôi tưởng là chuyện là khó. Hãy nhớ là những gì Chúa hứa chúng ta ngài không phải là đấng vừa phải vừa là không. Bữa nay chúng ta ở được rồi không? Ngày mai chúng ta không? Nhưng mà tất cả đều là phải cả. Có câu chuyện như thế này. Có một anh chàng đó còn trẻ tuổi, khoảng 17, 18, anh đến gặp ông thầy bói, ông thầy tướng số, và hỏi thầy tướng số rằng: thầy tướng số ơi, xin cho tôi biết về tương lai của tôi như thế nào, cuộc đời tôi trong tương lai sẽ như thế nào, giàu nghèo hay là hạnh phúc hay không. Thầy tướng số đó, sau khi tôi tử vi ngày tháng tuổi coi này xong rồi, anh nói rằng cuộc đời của anh đó, từ bây giờ cho đến năm 40 tuổi, cuộc đời anh sẽ nghèo nàn, thiếu thốn và không hạnh phúc. Ồ, anh này buồn quá buồn. Nhưng mà chợt nhớ ra ông thầy tướng số nó bằng tới năm 40 tuổi. Vậy là tôi biết mình chỉ có mình chỉ chịu khổ, chịu nghèo 40 thôi. Và sau 40 trở đi là cuộc đời của mình sẽ đầy hạnh phúc. À, ông mới hỏi ông tướng số vậy chứ. Như vậy kể từ năm 40 là 41 tuổi trở đi, cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc, thịnh vượng, thành công và giàu có hay không? Ông thầy tướng số trả lời là không. Ông nói tại sao vậy? Tại từ năm 40 mà trở đi vậy sao đó? Anh quen rồi, anh khổ của anh quen rồi, anh nghèo của anh quen rồi. Điều này nói đến chúng ta là gì? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 8,000+ lời hứa mà tôi đã chia sẻ chúng ta có trong tờ chương trình, 8,000+ lời hứa của Chúa không thể xảy ra chúng ta, bởi chúng ta quen rồi. Quen đời sống cũ rồi, quen cái đời sống mà buồn bã, thất vọng, lo lắng, sợ hãi, thiếu thốn, quen rồi. Quen đời sống bực bội, cay đắng, lầm bầm, quen rồi. Cho nên bởi vì vậy chúng ta không thấy được gì Chúa hứa cho chúng ta, mặc dù Chúa hứa là mỗi ngày một mới luôn, vì sự thành kính của Chúa vô tà lớn. Chúng ta quen rồi. Người ta nói chúng ta câu có giận quen rồi. Một chuyện gì xảy ra, một biến cố gì xảy ra trong đời sống chúng ta, làm đi làm mất việc làm, rồi cái chúng ta lo lắng quen rồi. Quay qua cái bên đừng quen nữa nha. Đừng quen cái này quen cũng tốt. Cho nên tại sao chúng ta quen qua những điều này? Bởi vì khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống của chúng ta, mắt tâm linh chúng ta được mở ra, nhưng mà trước đó chúng ta chưa được mở ra. Con người chúng ta có mắt, cụ thể là mắt này. Thứ hai là mắt tâm linh. Và tấm lòng tâm linh là cặp mắt và tấm lòng nhận biết bằng đức tin. Cho nên Chúa Giêsu nói đi cô đêm rằng: nếu ngươi không sanh lại thì ngươi không thể nào thấy được Đức Chúa Trời. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không được tái sanh tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta không thấy được Đức Chúa Trời là gì, là những gì tốt lành bây giờ cho chúng ta. Đó là sao bài cầu nguyện chung, cầu nguyện lại Cha chúng con và danh Cha được thánh, nước Cha đừng đến, nước Cha đừng đến, ý Cha đừng đến, ở đất như ở trên trời. Có nghĩa là chúng ta muốn cầu nguyện cái bài cầu nguyện chung mà chúng ta cầu nguyện thường xuyên, đó là nước Cha được đến, nước thiên đàng được đến trên đất này, ở đất giống như ở trời. Có nghĩa trên trời có buồn bã không? Chứ trời có lo lắng không? Chứ trời có khóc không? Chứ trời có sợ hãi không? Chứ trời bình tâm không? Chứ trời có thiếu thốn không? Có đỡ nặng không? Không. Cho nên khi chúng ta tiếp
dẫn Chúa Giêsu, mắt chúng ta mở ra. Nhưng mà có điều đáng tiếc là chúng ta không thấy. Tại sao chúng ta không thấy? Bởi vì chúng ta không để Chúa ưu tiên về đời sống. Chúng ta không đặt lời của Chúa. Chúng ta có nhiều thông tin để chúng ta nghe, có nhiều mạng xã hội để chúng ta biết đến. Chứ một điều đem phước hạnh cho chúng ta là lời Chúa, chúng ta không biết. Quý vị hãy hỡi Kinh Thánh xem, Chúa hứa với chúng ta trong lời Chúa, quyển sách luật pháp này chớ xa những người hãy suy gẫm Ngài lên, hầu như thế ngươi sẽ được phước và thành công trong đường lối của mình. Cho nên mỗi lần mình đang đề đến, chúng ta suy nghĩ cho vấn đề, mắt chúng ta nhìn vào đang đề, chúng ta không nhìn vào lời của Chúa. Và hôm nay tôi muốn chúng ta nắm lấy những gì Chúa hứa cho chúng ta. Các vua nhì đoạn 6, câu chuyện về Elise là tiên tri của Chúa, và ông nghe được, ông biết được quân Aram đang vây phục kích dân Israel, và ông báo cho vua Israel biết. Cho nên mỗi lần mà vua Aram phục kích sắp sửa tai họa đến thì đi nhờ tiên tri Elise báo trước, cho nên tai họa không xảy ra. Và vua Aram giận quá giận hỏi rằng trong những dân các ngươi có ai là làm tình báo gián điệp cho vua Israel không? Họ trả lời không có. Nhưng mà tại vua Israel có một người này là người của Israel, là tiên tri, họ biết được những chuyện vua nói trong phòng ngủ, có nghĩa là tiên tri Elise có thể nghe những chuyện gì mà người khác không nghe được. Thậm chí là ngày hôm nay máy mà nghe lén không bằng tiên tri Elise nữa. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết ông vua giận quá giận, ông đưa một đại quân đến và bao vây lấy cái thành Jericho. Thì sáng sớm sau tên đại tớ của Elise chứng minh thức dậy và thấy quân đội của Aram đầy dãy hết trơn, và ông nói với tiên tri Elise là gì? Thầy ơi, chết rồi thầy ơi, đội quân của họ chỉ quanh mình rồi, chết rồi, chúng ta đều chết hết rồi. Và tiên tri Elise đã nói gì? Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng. Rồi Elise cầu nguyện lại Chúa, xin Ngài mở mắt cho đầy tớ con để nó có thể thấy được. Vậy Chúa mở mắt cái đầy tớ ấy và người thay trên núi đầy những ngựa lửa và xe chiến mã bằng lửa bao quanh bảo vệ Elise. Quý vị ơi, tôi muốn nói cho chúng ta biết rằng không có một kẻ thù nào mà có thể mạnh hơn Chúa của chúng ta cả. Phe chúng ta luôn luôn là đông hơn phe chúng. Nhiều người nói rằng ma quỷ mạnh. Chúng tôi sẽ thưa với chúng ta là Kinh Thánh cho chúng ta biết, khải quyền cho chúng ta biết rằng là 1/3 Satan và thiên sứ từ trời rơi xuống, bị Chúa đuổi xuống, còn lại bao nhiêu phần? 1/3 còn lại phần là thiên sứ từ của Chúa. 2/3 có nghĩa là phe thiên sứ đông hơn ma quỷ, hay ma quỷ đông hơn? Vậy ai mạnh hơn? Thiên sứ của Chúa mạnh hơn hay là ma quỷ mạnh hơn? Rồi Đức Chúa Trời mạnh hơn hay là ma quỷ mạnh hơn, Satan mạnh hơn? Tại sao chúng ta sợ? Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì? Nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ai có thể nghịch cùng chúng ta? Nếu Chúa ở với dân Israel thì Hamas sẽ không hồi giáo, chẳng làm được gì cả. Chúng ta hãy biết điều này, bởi Chúa luôn luôn binh vực con cái của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái này, đấng ở trong chúng ta lớn hơn các thần trong thế gian. Chúng ta sinh ra để chiến thắng, không phải bởi chúng ta hay, nhưng bởi Chúa ở của chúng ta. Đó là sao khi Chúa Giêsu giáng sinh, người ta gọi Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bởi vì như vậy cho nên khi dịch chẳng đến đời sống chúng ta, thay vì chúng ta nhìn vào nạn đề, chúng ta hết tiền rồi, thiếu thốn rồi, cái điều chúng ta làm là gì? Chúng ta bắt đầu nhìn người này, nhìn người kia, ai giúp mình? Trong khi đó mắt chúng ta không hướng về Chúa. Kinh Thánh Thi-thiên 121 nói là gì? Tôi ngước mắt lên trên núi, sự giúp đỡ tôi đến từ đâu? Sự giúp đỡ tôi đến từ nơi Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Cho nên khi nan đề đến, chúng ta đừng kiếm con người. Quý vị tại sao Chúa? Quý vị mà tìm kiếm một người đến lúc nào đó chúng ta không ai giúp chúng ta không? Bởi vì đối với Chúa đó là sự sỉ nhục của Ngài. Ví dụ như quý vị là cha mẹ giàu có này, con của quý vị không có tiền, nó đang thiếu tiền, nó chạy đến người bạn của quý vị, nói bác ơi bác cho con mượn tiền, có phải là sỉ nhục cho cha mẹ không? Tại sao con mình không đến kiếm mình, nó kiếm bạn mình?
Tại sao nàng đời chúng ta không chạy đến với Chúa mà chúng ta chạy đến người này người kia người nọ? Do đó có những lúc Chúa sẽ không trả lời chúng ta. Hãy nghe kỹ, tôi nói là kinh nghiệm. Tôi theo Chúa nhiều năm, cũng cho chúng ta những cái kinh nghiệm đời sống của ta. Khi mà chúng ta nhận thấy rằng Chúa là nguồn tiếp trợ của chúng ta, Ngài là nguồn của mọi người của đời chúng ta, chúng ta sẽ không nhờ mọi người nữa mà chạy đến với Chúa. Chúa ơi, cha ơi, nếu Ngài không thích con, Ngài mất mặt đây. Tại Ngài hứa mà. Chúa ơi, xin sẽ đừng tìm gặp con nữa thôi. Chúa là hãy chiêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ người việc lớn và khó, là những việc lớn chưa từng biết, tại sao không đến với cha rồi mà chạy đến đường khác. À, hãy tập. Bởi vì mắt chúng ta cứ nhìn vào Chúa, đừng nhìn vào con người. Ma quỷ đã làm cho chúng ta mù mắt, không thấy. Cái thánh câu tôi giúp đoạn 3 câu 14 đến câu 16 này. Nhưng tâm trí họ vẫn tối tăm mãi đến ngày nay, khi đọc cửa ước tấm màn ấy vẫn còn chưa cất đi, vì chỉ trong Chúa có thể tấm màn ấy mới được cất đi. Thật vậy, cho đến ngày nay họ đọc kinh luật Môi-se, tấm màn ấy vẫn còn che trên đầu của họ. Kinh thánh nói dân Israel sở dĩ họ không tin nơi Chúa Giêsu, họ chờ đợi đức Mê-si nào đó mà không tin nơi Chúa Giêsu. Tại sao vậy? Có màn che. Giống như khi mà Môi-se ở trên ngọn núi xuống và họ không thấy được mặt Môi-se, họ phải che cái vinh quang của Chúa, cái sáng lực của Chúa trên mặt ông ta, mà dân sẽ không thấy được mặt sự vinh quang của Chúa. Và kinh thánh đó là họ lý do họ không thấy được gì bởi cái màn che, chứ là không nhận biết được Chúa Giêsu là vinh quang của Đức Chúa Trời. Và kinh thánh nói tiếp gì? Nhưng nếu họ quay về với Chúa, tấm màn ấy mới được cất đi. Chúa là thánh linh, thánh của Chúa ở đâu, ở đó có sự tự do. Kinh thánh cho chúng ta biết là khi mà họ nhận biết Chúa Giêsu, thánh linh của Chúa mở mắt họ ra và họ thấy. Đó là tại sao ông Phaolô, ông là một người đọc kinh thánh, ông thuộc lòng thánh, ông người Pharisi, ông giỏi lắm, giỏi kinh thánh, nhưng mà ông vẫn bắt bơ đạo Chúa, vẫn dự phần vào giết hại tin. Tại sao vậy? Màn che. Trong nhà của những người cha mẹ anh em bà con của mình, những người xung quanh không tin được Chúa bởi vì cái màn che. Quý vị thiếu thốn tiền bạc, quý vị lo lắng, màn che. Quý vị bị tổn thương, nhìn người này kia làm tôi tổn thương, màn che. Quý vị luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi, đi ra ngoài đường sợ hãi, con cái đi đâu cũng sợ hãi, cái điều gì xảy ra, màn che. Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không nhận biết Chúa Giêsu thì chúng ta không được tự do. Cho nên kinh thánh cho chúng ta biết rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật, lẽ thật sự giải phóng các ngươi, là buông tha các ngươi. Điều này nó là biết, có nghĩa là gì? Không phải biết là thánh biết, nhưng mà biết được kinh nghiệm, cảm nhận được. Và khi chúng ta đọc lời Chúa mà chúng ta cảm nhận lời Chúa được đó, thì lúc đó chúng ta được tự do. Còn nếu không, chúng ta đi nghe thờ, chúng ta nghe về mà chúng ta không nhận được, chúng ta không được tự do. Phaolô nói cái tiếp trong câu tôi nhìn là 4 câu 3 cái này. Nếu tức là chúng tôi bị che khuất thì che khuất với những người bị hứa mất. À, thần của đời này là mù lọ tâm trí của những người vô tính, để họ không thấy ánh sáng tinh lành vinh quang của Đức Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Kinh thánh cho chúng ta biết tại sao mà người ta không nhìn thấy được, là bởi vì thần đời này là mù mắt. Và mù mắt những người không tin. Và nó cũng là một số con cái Chúa, đáng lẽ chúng ta không bị mù, nhưng bởi vì chúng ta vẫn mù. Tại sao vậy? Chúng ta không có đọc lời Chúa, chúng ta không biết lẽ thật, cho nên chúng ta vẫn mù. Cái nãy câu thánh mà chúng ta nói hồi nãy đó, sứ đồ không nghe chẳng ích lợi gì vì họ không kết hợp với đức tin khi nghe. Ê-sai đoạn 44 câu 18, chúng nó không biết, không phân biệt được vì mắt nhắm lại nên không thấy, lòng cũng đóng lại nên không hiểu, không ai suy nghĩ lại, không ai biết, không ai phân biệt. Kinh thánh cho chúng ta nói đến điều gì cho chúng ta rằng tấm lòng chúng ta, mắt chúng ta, mắt trong tâm hồn của chúng ta bị che, lòng chúng ta bị che, không thấy. Cho nên bài hát mà có bài hát rất là xưa nói rằng xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Chúa mở mắt để thấy sự lạ lùng những gì Chúa hứa dành cho chúng ta. Và khi chúng ta hiểu biết được sự lời hứa của Chúa dành cho chúng ta rồi đó, thì chúng ta đứng trên lời của Chúa, chúng ta tin vào lời của Chúa, không có gì lay chuyển chúng ta lên lời của Chúa cả.
bệnh tật đến bác sĩ nói rằng anh sống có 3 tháng thôi, chúng ta tin vào lời của Chúa. Khi mà chúng ta gặp những ai đó mà lừa gạt chúng ta, làm những điều xấu xa cho đời sống chúng ta, họ bạc đãi chúng ta, chúng ta đứng vững trên lời của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta sẽ hoạn nạn, Kinh Thánh chúng ta biết là thử thách trong đời. Là con cái của Chúa, chúng ta học biết là có những thử thách trong đời sống của chúng ta. Và đây là chuyện bình thường. Chút xíu chúng ta sẽ nói đến. Nhưng giờ chúng ta cùng nhau nghe bài hát này. Đứng giờ nữa, và nếu được chúng ta sẽ hát theo. Khi bão tố, khi phong ba, khi cám dỗ, khi thử thách đến, đứng trên lòng Chúa. Đây rất là quan trọng. Có nhiều người chúng ta đã nhớ lại trước đây có những hoạn nạn, có những phép, có những khó khăn lớn, và mình nắm lấy Chúa, mình nắm vào lời Chúa và mình vượt qua. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay chúng ta không có. Mỗi lần gì chúng ta phải cho mình một cái automatic là quay là hướng về Chúa, quay là hướng về lời của Chúa. Đâu, như vậy để mà làm sao những gì Chúa thành hiện thực trên đời sống chúng ta, điều thứ nhất, Chúa đầu tiên. Quay qua một mình, Chúa đầu tiên. Muốn có những gì tốt lành của Chúa, muốn điều gì mà phước hạnh trên đời sống chúng ta, Chúa phải đầu tiên. Tại sao vậy? Kinh Thánh cho chúng ta biết trước khi mà Chúa dựng nên cái đất này, bã đất vô hình và rộng thầm, không có gì cả. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Có nghĩa là dù không có điều gì xảy ra, nhưng mà có Đức Chúa Trời ban đầu thì có vũ trụ này. Hãy nắm lấy này. Chúa phải đầu tiên, Chúa dựng nên tất cả và ban đầu có Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ kết thúc. Nếu Ngài không là Alpha, nghĩa là Ngài là đầu tiên, thì Ngài sẽ không là Omega, là cuối cùng. Nếu Đức Chúa Trời khởi sự thì Ngài sẽ kết thúc. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần nắm lấy. Tất cả mọi ơn phước tốt đẹp, những tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ Cha Thiên Thượng, được ban xuống từ Cha của sự sống. Giăng Cơ đoạn 1 câu 17, Hebrew đoạn 12 câu 2 cho chúng ta là hãy chú tâm hướng về Chúa Giêsu là tác giả, là khởi đầu và hoàn thành của đức tin chúng ta. Bất cứ điều gì xảy ra cho chúng ta trên đời sống ta, hãy nhắm mắt, đừng nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn vào Chúa Giêsu là trỗi dậy đến đầu tiên và đến kết thúc trong đời sống chúng ta. Đừng để bỏ nửa chừng. Khi Chúa là đầu tiên của chúng ta, là Ngài là đấng thắng, thì kết thúc của chúng ta sẽ là thắng. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Roma đoạn 1 câu 16 thế này: nếu phần một đầu tiên được dâng là thánh, thì điều gì sẽ làm? Thì cả đống bột cũng thánh. Nếu rễ là thánh, thì các cành cũng thánh. Cho nên nếu chúng ta để Chúa đầu tiên là thánh của chúng ta, thì mọi sự trong cuộc đời chúng ta đều là thánh, Ngài bảo vệ chúng ta cả. Và do đó khi mà chúng ta đem phần 10 vào, chúng ta cũng lấy đầu mùa chúng ta Chúa dành cho Chúa, thì nó là thánh, thì kết thúc của chúng ta luôn luôn là thánh. Hãy để ý xem người khôn ngoan nhất, đó là vua Sô-lô-môn, ông nói gì? Sô-lô-môn 3 câu 9: hãy lấy tài sản và hoa quả đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa. Bây giờ kho vừa của con sẽ đầy trong lúa, và thùng chứa của con sẽ đầy tràn của con. Khi đầu tiên của chúng ta là Chúa, thì Ngài sẽ làm cho đầy đầy. Bởi Chúa đầu tiên, cho nên phước hạnh của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Và nhớ bà Thắm trước đây có cây đu đủ đầu tiên, và hai cái cây đầu tiên bà đã tặng cho tôi. Thì rồi cây đu đủ mà tôi thấy sao này còn tuốt trên ngọn khỏi đất ngàn, không có trái. Tại sao vậy? Cái gì đầu tiên là thánh, thì tất cả còn lại đều là thánh, được Chúa bảo vệ. Cho nên khi chúng ta để Chúa đầu tiên trong ngày tìm kiếm Chúa, dành giờ đầu tiên tìm kiếm Chúa,
thì không cần biết hoàn cảnh gì đều có cái lạ cả. Khi bà phụ nữ Sa-rê-ta, bà chỉ còn là một chút bột và một chút dầu, và bà chuẩn bị để mà làm miếng bánh rồi cả hai mẹ con ăn và chết. Thì kia Eli nói gì? Bà hãy đem dầu và làm cái miếng bánh bột, làm miếng bánh cho ta ăn trước. À, hai mẹ con, một người bà quá, một người đứa con chờ ăn bánh rồi chết. Ông này đâu tới, ông xin ông là tiên tri. Ông nói để ăn trước đi. Hợp lý không? À, gian ác không? Ở đây thì vô tùng rồi. Để thưa cái chuyện vô tùng. Nhưng mà nó là cái gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết là sau khi mà làm cho ông xong thì bột không hết trong vò và dầu không hết trong bột. Khi chúng ta để Chúa trước cái đời sống chúng ta, tất cả mọi sự, mọi nan đề, mọi khó khăn trong đời sống ta, đó là công việc của Ngài. Kinh Thánh dạy chúng ta, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa. Cho nên con trai chúng ta phải nhận biết mình, khi chúng ta để Chúa trước cái đời sống chúng ta thì chúng ta có thêm, và khi Chúa không có đời sống của chúng ta trước tiên thì điều gì xảy ra? Tất thêm. Đó có thêm hay là tất thêm. Kinh Thánh cho chúng ta biết người nữ Sunem, và thấy những tiên tri Eli xe đi ngang qua, và thấy người của Đức Trời đi hầu với Chúa mệt mỏi, và đã mời tiên tri vô nhà tiếp đón ăn, rồi sau đó làm những cái tiếp, và nó mới chồng xây căn phòng ở trên cao cho người Đức Chúa Trời ở. Mỗi lần đi ngang qua không có nhà để ở, có phòng để nghỉ, có giường để nằm, có đèn, có bàn. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là một ngày kia, cái kia Elise nói là gì? Bà này đã làm cái việc này cho ta rồi, bây giờ mình phải làm gì cho bà này? Bà nói là tôi không cần gì cả. Và Kinh Thánh nói rằng đầy tớ của Elise là mới nói với cái bà này, bà có chồng và chồng anh lớn tuổi rồi, không có con. Nhưng khi Elise nói gì, ngày này làm sao còn được không? Chúng ta biết rằng khi chúng ta để Chúa trước trên đời sống chúng ta, dù cái chuyện khó khăn trong đấy không thể nào xảy ra, nó vẫn xảy ra cho chúng ta. Dù cái giấc mơ chúng ta tưởng như đã chết rồi, Chúa vẫn làm cho sống lại. Hãy để Chúa ưu tiên trên đời sống của mình. Người đàn bà xuất huyết 12 năm, mắc nợ, hết tiền bạc không còn gì cả. Nghe Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy bà chạy đến tìm bác sĩ nữa, thôi đủ rồi. Mình tìm bác sĩ nhờ cậy, bác sĩ nhờ cậy con người, đủ rồi. Không giờ chỉ mình chỉ cần bám lấy Chúa Giêsu, nắm được vào áo của Ngài thì mình sẽ là mình. Đám đông chen lấn, mọi người cản trở, người này người kia cản trở, sức bà đổ xuất huyết lên người, người yếu đuối. Nhưng mà bằng mỗi giá tôi nắm được áo Chúa, tôi phải nắm được áo Chúa. Chúa là trước tiên cho đời sống, tôi phải nắm được Chúa trước. Tôi nắm được Chúa là tôi hết mình. Và khi nắm được áo Chúa, Kinh Thánh nói quyết trong người các bạn dừng lại và biết là ngày phải được chứ là ngày phải cách. Chúng ta có biết là khi chúng ta nắm lấy Chúa, cứ để mũi người ta cản trở chúng ta, người ta nói này nói kia cản trở chúng ta theo Chúa, chúng ta hầu với Chúa, người này nói này nói kia chúng ta không muốn hầu với Chúa, chúng ta muốn mở nhà ra để được tiếp đón Chúa, và chuyện này chuyện kia xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nắm lấy Chúa, phép lạ xảy ra. Phép lạ nó xảy ra. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là những người nào tin cậy nơi Chúa sẽ không bị khổ thẹn. Đừng nắm đến nơi chừng, nắm cho đến cuối cùng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi chúng ta nắm đến Chúa thì điều gì xảy ra? Không cần biết nan đề của chúng ta bao lớn, nó trở thành nan đề của Chúa. Cái Thánh dạy chúng ta hãy trình dâng mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hãy chăm sóc mình. Trình dâng cho Chúa. Khi chúng ta trình dâng như là tôi đang cầm cái này, tôi đưa cho quý vị, thì có nghĩa là của ai? Của quý vị không phải của tôi nữa. Khi chúng ta có nan đề thì đừng cố gắng cầm lấy. Chúa ơi, chúng tôi cứ ôm lấy nó. Hãy trình dâng với Chúa. Kinh Thánh là hỏi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh vô tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con nghỉ nghỉ. Cho nên trao những gánh nặng mình cho Chúa, trao sự lo lắng mình cho Chúa, trao sự buồn bã cho mình cho Chúa, trao sự tổn thương mình cho Chúa, trao sự thất bại mình cho Chúa, trao nợ nần tất cả những gì trên đời sống ta, đừng ô nữa ngày hôm nay, mà hãy trao cho Chúa Giêsu.
Bởi vì Ngài chuyên môn giữ lấy cái này. Một lần kia khi tôi đi Sydney, cuộc đời tôi nhiều gánh nặng, nhiều lo lắng, nhiều sự buồn bã, nhiều cái tất cả mọi thứ đổ vô tôi, và tôi không còn biết được điều gì xảy ra đâu. Thì có người anh em đã mua cho tôi một vé máy bay đi vào bên Sydney. Cảm ơn Chúa, Chúa không bỏ mình. Đi qua bên Sydney, tôi nghe hai đứa bé, một đứa con trai, một đứa con gái hát bài hát. Bài hát nó như thế này: nếu Chúa có thể mang lấy tất cả mọi tội lỗi của nhân loại trên vai của Ngài, há chẳng là nào Ngài không mang gánh nặng của anh được sao? If you can take the sin of the whole world on you, can He not take your burden? Chúa có thể mang lấy tất cả tội lỗi, không biết bao nhiêu tội lỗi trên người của Ngài, thì bao nhiêu gánh nặng trên đời sống chúng ta đối với Chúa là chuyện nhỏ. Amen. Như vậy để chấp nhất của chúng ta muốn những lời hứa của Chúa cho đời sống chúng ta được hình thành, đặt Chúa ưu tiên. Thứ hai là cầu nguyện vui mừng, cảm tạ và ngợi khen. Đây rất quan trọng. Bởi vì chúng ta cầu nguyện, cảm tạ, chúng ta ngợi khen là chúng ta hướng về Chúa, không hướng về mình. Chúng ta hướng về Chúa, không hướng về nhan đề của mình. Hướng về Chúa, không hướng về cái người mà làm cho mình bị tổn thương. Chúng ta hướng về Chúa. Và khi chúng ta hướng về Chúa thì Ngài sẽ thay đổi hoàn cảnh ta. Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 6: đừng lo lắng gì cả, trong mọi việc, trong mọi sự, hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu mình trước Chúa Trời. Mọi việc, chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện khó, chuyện dễ, mọi việc hãy trình dâng lên cho Chúa. Cho nên phàm trong các việc làm con hãy nhận với Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn cách để con muốn làm ăn, muốn cưới vợ, muốn có chồng, và Chúa ơi, chỉ cho con. Tê-sa-lô-ca tiếp đoạn 5 câu 16, 17 và 18 thế này: hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì ý muốn của trời đối với anh em trong Christ Jesus. Trong này tôi nghĩa là gì? Trong mọi hoàn cảnh cảm tạ Chúa. Tôi nhớ lần đó có một người anh em đến gặp tôi, ông gặp năng đề khó khăn quá, không giải quyết được. Tôi nói anh cảm ơn Chúa đi. Anh cảm ơn Chúa gì chứ? Cái chuyện xấu gì mà cảm ơn Chúa gì? Mình cảm ơn Chúa tốt thôi. Chúng ta biết không? Chúng ta cảm ơn Chúa trong chuyện xấu, có nghĩa là chúng ta tin rằng cái lời cầu nguyện chúng ta Chúa đã nhận lời rồi. Khi tôi nhờ Hạnh làm một chuyện gì cho tôi, Hạnh sẽ nói rằng ok, em sẽ làm chuyện này. Tôi sẽ cảm ơn Hạnh. Hạnh làm chưa? Chưa. Mình tôi cảm ơn bởi vì là hứa của Hạnh. Chúa hứa với chúng ta mấy ngàn lời hứa, 8,000 mấy lời hứa. Chúa hứa rồi, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta tin rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa. Kinh Thánh trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 14 câu 5 này: đây là sự bảo đảm của chúng ta khi đến gần Đức Chúa Trời. Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì, ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn của Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Bất cứ điều gì theo ý muốn của Chúa, Ngài sẽ nghe. Chứ đừng nói Chúa ơi, làm tuần này ô tô 20 triệu cho một chiếc ô tô nha. Đi mua Chúa không? Không. Chúa ơi, con có cô vợ này rồi, nhưng mà cô vợ này con gây con khó chịu quá, Chúa cho con cô vợ kia đẹp rồi. Thì muốn Chúa không? Không. Cho nên cầu nguyện theo ý của Chúa, thì những gì chúng ta cầu xin đến Chúa thì Ngài sẽ nghe chúng ta. Và Kinh Thánh nói gì? Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được nhiều điều mình đã xin nhận rồi. Hallelujah. Cho nên đức tin là gì? Mình tin được Chúa nhận lời và biết được cái điều mình xin Chúa, Chúa nhận lời. Thì Thi đoạn 37 câu 4: hãy vui thỏa nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cho ngươi điều lòng mình ao ước. Chúa chưa cho thì đừng lo lắng. Chúa đưa cho đừng có phàn nàn. Chuyện gì xảy ra hãy vui mừng. Bởi sao? Một trong những nghệ thuật mà Chúa bảo đảm Ngài sẽ nhận lời chúng ta, và thậm chí những điều chúng ta ước ao ước mà không xin nữa, là gì? Vui mừng. Kinh Thánh cho chúng ta biết là vui mừng trong Chúa là sức lực của tôi. Cho nên ngày hôm nay quay qua cái bên, đừng có buồn nữa, đừng có đau nữa, đừng có than phiền nữa, phải vui mừng trong Chúa. Ngài sẽ cho anh em điều lòng mình ao ước. Habakkuk đoạn 17 câu 19 cho đi:
Cho dù cây vả đi, cây vả sẽ không đứt lọc nữa. Vườn nho ngưng ra trái, cây ô liu bị thấp mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt cửa ràng và bầy bò không còn trong chuồng nữa. Thì mất tất cả mọi thứ, không còn nữa. Kinh Thánh nói gì? Thánh Phúc nói gì? Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con vẫn hớn hở trong Đức Trời của sự cứu độ con. Không phải chỉ vui mừng không mà hớn hở có nghĩa là gì? Exceedingly joy, vui mừng không diễn tả được, mừng rỡ không diễn tả được. Trong Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đã cứu rỗi mình. Mình tin cậy rằng trong Chúa đã nhắm vào công việc của mình rồi. Anh chị em nào mà ở đây mà xin visa Úc, mà cầu xin visa Úc, khi mà Bộ Di trú cho mình nói rằng tôi đã đồng ý cho anh chị được visa Úc thương trú, thì chuyện gì xảy ra? Mừng thì mừng, mặc dù cái visa chưa tới, đúng không ạ? Giống như con của thầy vậy, mình được visa rồi, vui mừng trong Chúa. Tại sao thì con mình sẽ được qua? Tại đó là con của mình. Cho nên chúng ta vui mừng hớn hở trong Chúa, không phải lúc nào cũng thầu ôi sao lâu quá đâu Chúa ơi, con mệt quá. Vui mừng trong Chúa, hớn hở trong Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tại sao chúng ta làm việc này. Chúa Đức Giê-hô-va là sức mạnh của con, Ngài sẽ làm cho chân con giống như chân hư, giúp con đi trên các đỉnh cao. Tôi sẽ thưa với chúng ta là những lúc thấp nhất của chúng ta là chuẩn bị cho những đỉnh cao mà Chúa sẽ đưa chúng ta đến. Amen. Những lúc mà thiếu thốn của chúng ta đang chuẩn bị cho sự dư dật của chúng ta tới. Tôi trải nghiệm này không biết như vậy. Hãy tin cậy lời Chúa, nắm chặt lời Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Roma đoạn 4 câu 19 cho đi về Abraham tổ phụ chúng ta. Người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như Dạ và Sarah như đã chết vì người đã gần 100 tuổi. Người không bị làm vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn với Đức Chúa Trời và hoàn toàn tin chắc điều gì Đức Chúa đã hứa thì Ngài đủ quyền năng làm được. Ồ, hallelujah. Đây là đức tin không chăm thêm xem những gì mình thấy được, mà chăm vào những sự không thấy được. Những sự không thấy được là gì? Là lời hứa của Chúa, là Đức Chúa Trời đã hứa. Cho nên nhất là chúng ta đặt Chúa đầu tiên nếu chúng ta muốn cho lời hứa của Chúa, lời tiên tri của Chúa dành cho chúng ta hiện thực. Thứ hai, chúng ta vui mừng cảm tạ ngợi khen Chúa, cầu nguyện. Và thứ ba, làm việc lành không mỏi mệt. Đạo tôi giải thích cho chúng ta thế này: khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi con muốn hầu việc Ngài, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ phục vụ với những người khó chịu. Chúng ta sẽ có người khó ưa lớn của chúng ta. Chúng ta sẽ có những cản trở lớn của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện Chúa ơi cho con có tình yêu thương, thì ngay lập tức Chúa sẽ cho chúng ta có người khó ưa chứ. Tại sao vậy? Nếu chúng ta yêu cái người dễ thương thì có gì là yêu đâu, đúng không? Hai cái yêu được mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta yêu cái người mà khó yêu, đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa sẽ cho chúng ta, chúng con cầu nguyện Chúa cho con hiệp một lại, vợ chồng con hiệp một với nhau, cái lộn mình sẽ tới. Cái lộn sẽ tới. Nhưng mà ai là cái người nhịn, ai là cái người mà hiệp một lại người khác mới thật sự là hiệp một. Cho nên xin thưa với chúng ta là cẩn thận những gì chúng ta cầu nguyện, bởi vì khi ta cầu nguyện chúng ta hiểu là chuyện gì xảy ra. Cho nên khi mà chúng ta nói chúng con hầu với Chúa, thì nan đề sẽ đến, chuyện này chuyện kia sẽ đến để cản trở chúng ta hầu với Chúa. Nhưng mà chúng ta không bỏ cuộc tiếp tục, bởi vì nếu chúng ta hầu vị Chúa trong lúc dễ dãi ai làm cũng được, nhưng mà trong lúc khó khăn của chuyện này sẽ đến mà chúng ta vẫn tiếp tục hầu vị Chúa, đó mới thật sự đúng hầu vị Chúa. Làm việc không mỏi mệt. Joseph thì ở trong tù, thay vì ông tập trung trời ơi mình không có, mình làm gì sai cho mình tự nhiên bỏ tù, mình vô không bỏ tù, thay vì khăng khăng cách tận ông đến chăm sóc những người tù khác. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là cái người ông chăm sóc đó, trong những người chăm sóc đó sẽ có một người đem ông từ trong tù vào trong công nghiệp. Xin thưa với chúng ta rằng cái người nào là cái người mà cái khó chịu chúng ta nhận nhất, là cái người mà Chúa sẽ dùng để đem phước cho chúng ta.
Amen. Cái người mà chúng ta nghĩ là cái người này quên ơn mình rồi, là cái người mà Chúa dùng để làm ơn cho chúng ta. Cảnh chàng mà ông quan mà dâng rượu cho vua được thả ra, cái đó là quên ơn. Nhưng mà Chúa dùng ông để đem một đường vinh ở được Joseph và Michael. Cho nên hãy hầu vị Chúa cách dư dật luôn, vì công khó ở đây trong Chúa chẳng phải là vượt đầu. Amen. À, Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy như này. Cho nên là khi mà ai mà quên chúng ta, chúng ta làm gì cho người khác họ quên chúng ta, đừng lo cái chuyện đó. Chúa nhớ, thậm chí Kinh Thánh còn có cuốn sách gọi là quyển sách ghi nhớ. Chúa ghi tất cả những gì mà chúng ta làm và Chúa sẽ ban cho chúng ta. Cho nên trong lúc khó khăn, trong lúc hoạn nạn, trong lúc tiếp tục là được. David mặc dù ông được sức dầu làm vua, nhưng mà chưa có gì xảy ra hết, thì hãy chánh chiến, tiếp tục chánh chiến với cha mình. Được sức dầu làm vua rồi, vua Sa-lơ cứ săn đuổi. Ông làm gì? Ông chăm sóc bảo vệ dân Israel. Trong nơi nào mà quân Philistine tấn công, ông đó là bảo vệ cứu dân Israel. Cứu dân Israel bằng những người tin. Cho nên khi mà chúng ta theo Chúa, có những khi chúng ta theo Chúa, có những cái chuyện xảy ra trên đời sống ta, hãy cứ vững vàng trong Chúa, hãy tiếp tục hầu Chúa, đừng bỏ cuộc, đừng ngã lòng, đừng trách móc ai cả. Và thứ tư, chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh bất ngờ xảy đến. Chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh bất ngờ xảy đến. Quay người cho mình, chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh bất ngờ xảy đến. Tại sao vậy? Xin thưa với tất cả chúng ta rằng là con cái của Chúa không có nghĩa là chúng ta yêu mến Chúa, mọi sự đều sẽ ra tốt cho chúng ta. Không có nghĩa là chúng ta dâng hiến với Chúa trung tín trong phần 10 và ban cho người nghèo, chúng ta lúc nào cũng dư dật. Mặc dù Chúa hứa chuyện đó. Không có nghĩa là chúng ta trung tín hầu vì Chúa, siêng năng phục vụ Chúa làm chuyện này mà không có người đang sau mình. Quay qua một cái bên, bình thường thôi. Bình thường thôi, đừng ngạc nhiên. Quay qua tôi không ngạc nhiên nữa. Gia đình tôi gặp rất nhiều cú sốc. Sau này tôi học được bài học bình thường thôi. Tại sao như vậy? Là người đi theo Chúa, chúng ta sẽ đối diện với những chuyện này. Joseph bị chính anh mình bắt ném xuống hố, giết và bán làm nô lệ. Joseph phục vụ nhà Potiphar, làm nhà Potiphar cho nên giàu có hưng thịnh. Vợ Potiphar cám dỗ Joseph và dụ dỗ Joseph ngủ vào. Và Joseph kính sợ Chúa, không phạm tội với Chúa, ông bị thầy vào. Vu khống, bạc đãi, phản bội, chuyện bình thường, không có gì ngạc nhiên cả. David giúp đỡ cho vua Saul thắng Goliath, chỉ giúp ông chiến thắng kẻ thù địch, bị vua Saul nằm giặc. Hứa với David là gả con mấy lần không gả. Bình thường, đừng có bực, đừng có cao khó, đừng có chịu. Đây lên đương ngon lành, mình sắp được chọn làm đứng đầu cả nước Ba Tư. Có mấy tên hoàng không ưa Daniel, gài bẫy để vua ra một cái lệnh và ném ông vào trong hàng chữ tử. Bình thường, nếu chúng ta sống ngay thẳng với Chúa, chúng ta sống đúng cho Chúa, những cái điều xấu xảy ra cho chúng ta không có gì phải ngạc nhiên cả. Hãy tập thánh này. Do Kinh Thánh cho biết rằng ông là người kính sợ Chúa, và Chúa khoe với Satan rằng được thấy ai kính sợ như vậy. Satan xin Chúa thử Do trong một ngày mất tất cả của cái con cái đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả những chuyện xảy ra, Đức Chúa Trời luôn luôn tẩy chuyện. Ngài luôn luôn tẩy chuyện, Ngài không có mù, Ngài không có điếc, Ngài không có thấy, Ngài luôn luôn thấy, Ngài luôn luôn biết. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là sao cái chuyện mà của ông dốc mất tất cả, ông nói một câu nói rất là đặc biệt là như thế này. Sau này ông bị
mất tất cả rồi ghẻ lở cái người. Ông nói thế này: trước đây tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Tất cả những hoàn cảnh của đời sống chúng ta đều đến một cái gì? Để chúng ta biết Chúa, thấy được Chúa, kinh nghiệm được Chúa. Để Chúa tuyệt vời như mình thế nào? Joseph nếu không trải nghiệm được bị các anh của mình lừa gạt, với cha là Joseph đã chết, bán ông thành nô lệ. Khi Joseph làm đại tướng của Ai Cập, các anh của Joseph rất là sợ, bởi vì Joseph có quyền để giết họ. Và khi cha của ông qua đời, các anh của Joseph mới đến nói Joseph: cha có dặn các anh là nói với em là hãy tha thứ cho các anh đi. Nếu mà có đụng đến các anh, tôi đừng đụng đến vợ con. Joseph trả lời gì? Tôi là ai mà có thể làm công việc đó? Tôi là ai để cha tôi? Và Joseph nói câu vô cùng nổi tiếng: các anh đừng sợ, tôi thay thế cho Đức Chúa Trời được sao? Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện và xảy ra trong ngày hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. Joseph bị các anh bắt đãi, Joseph bị giận làm nô lệ, vợ vô pha thấy được tôi, Chúa đều biết tất cả và đã nằm trong kiểm định của Ngài. Và qua điều này, Joseph được chọn làm tể tướng của Ai Cập và để ông cứu rất nhiều người trong những năm tàn hại. Tôi xin thưa với chúng ta là những kinh nghiệm đau khổ chúng ta trải qua, những thất bại chúng ta trải qua, những đổ vỡ chúng ta phải trải qua, tất cả những gì chúng ta trải qua đều nằm trong ý muốn của Chúa, và Chúa cho phép chuyện này xảy ra. Nếu Chúa không cho phép, không bao giờ chuyện này xảy ra cả. Và chuyện này xảy ra để làm gì? Để người khác biết về Chúa, để cứu người khác. Là kinh nghiệm đau thương của tôi sẽ là niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Hãy nắm lấy điều này. Cho nên khi chúng ta theo Chúa, sẽ có những lúc hoàn cảnh bất ngờ xấu sẽ đến, nhưng mà đồng thời cũng những lúc hoàn cảnh tốt sẽ đến nữa. Chỉ trong một ngày, David được nổi tiếng thành nổi tiếng. Trong một ngày, các ba người bạn của Daniel bị ném vào trong một lửa, nhưng mà trở thành những thống đốc của xứ Babylon. Chúa luôn luôn biết lúc nào nâng chúng ta lên. Hãy nhớ điều này. Đừng thất vọng, hãy vui mừng trong Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, tôi kết thúc ở đây, chúng ta biết rằng mọi sự đó chúa sử, tất cả mọi sự hiện lại làm ích cho người yêu kính Đức Chúa Trời, là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Mọi sự hiện lại, chứ là con cái chúng ta, chuyện xấu của chúng ta là chuyện ích lợi của chúng ta. Amen. Kinh Thánh cho chúng ta, nếu mà chúng ta là người mà yêu kính Ngài, thì những chuyện xấu xảy ra chúng ta là ích lợi cho chúng ta. Còn chuyện mà nếu chúng ta không yêu kính Chúa là chuyện khác. Tình yêu thương không bị hư mất tổn thương, tình yêu thương luôn luôn chiến thắng. Điều gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghe đến, Đức Chúa Trời sẵn sàng cho những ai yêu kính Ngài. Yêu kính Chúa, vâng lời Chúa, sống đẹp lòng Chúa, luôn luôn là có lợi, luôn luôn là chiến thắng. Amen. Tóm tắt lại bốn điều chúng ta ngày hôm nay: đặt Chúa đầu tiên, cầu nguyện vui mừng cảm tạ lời khen Chúa, làm điều lành đừng mở mắt, và chuẩn bị cho mọi lúc nào sẽ đến. Amen. Chúng ta đứng lên cầu nguyện. Alleluia. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Ngài, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt vời, Ngài là Đức Chúa Trời không ai so sánh đời với Đức Ngài. Đức Chúa Trời là cha của chúng con. Ngài đã có một và duy nhất, và không ai giống như Ngài cả. Hôm nay con dâng lên Chúa lời ngợi khen, lời cảm tạ, lòng biết ơn cho con dành cho Chúa và những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho cuộc đời chúng con, Ngài đang làm cho cuộc đời chúng con, và Ngài sẽ làm cho cuộc đời của chúng con. Dù ngày hôm nay chúng con không thấy những điều mà tốt đẹp đó, nhưng mà chúng con biết rằng mọi sự hiện tại làm ích cho cả điều mà Đức Chúa Trời. Chúa ơi, mở mắt chúng con trong ngày hôm nay, mở mắt chúng con ngày hôm nay để con nhìn thấy những hoạn nạn, những thử thách, những đau khổ, những sự phản bội, những điều xấu mà đang xảy đến chúng con.
nhưng mắt chúng con hướng về Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện cho mỗi người chúng con ngày hôm nay những trên Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17-18, con cầu nguyện cho Chúa mở mắt của họ ra để họ thấy được sự giàu có cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho họ trong Đấng Christ. Mở mắt họ ra để họ thấy được trong Chúa Giêsu Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho họ mọi phương thức thiên liêng và các nơi trên trời. Trong Chúa Giêsu họ chỉ to là phải. Do đó chúng con nói là Amen. Hallelujah. Chúa con cầu nguyện như này cho danh sự Chúa. Chúng con không chăm chú vào những gì mắt chúng con thấy. Chúng con đi theo, không đi theo đường lối là mình muốn và nhìn xem những gì mắt mình ưa thích, mà chúng con chăm chú vào Chúa Giêsu, chăm chú vào lời Ngài. Mỗi hoàn cảnh xảy ra trong đời sống chúng con, chúng con biết cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, biết ơn Ngài. Dân cho Chúa lời ngợi khen cảm tạ. Luôn luôn trung tín với Chúa, luôn luôn trung tín trong các việc lành, luôn luôn trung tín trong sự phục vụ Ngài, không mỏi mệt. Hallelujah, con cầu nguyện Chúa để trong dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con nói Chúa, con đứng trên lời của Ngài, con đứng trên lời của Ngài, con tin cậy nơi Ngài, con tin cậy nơi lời của Ngài. Bởi vì ai tin cậy nơi Chúa quyết sẽ không bị bỏ phẹt. Còn cả của Chúa, con dâng mỗi bài cho con hôm nay chúng ta của Chúa, con cầu nguyện cho nhà bị tổn thương, có những ai chúng con mà đang đối diện với những hoàn cảnh nào trong quá khứ, con cầu nguyện ngay giờ này bởi quyền năng của Ta Linh của Ngài vứt khỏi dậy, trỗi dậy. Hallelujah, không còn thất vọng nữa, không còn buồn bã nữa, không còn oán trách nữa, nhưng mà trỗi dậy mạnh mẽ hầu việc Ngài, trỗi dậy mạnh mẽ thờ phượng Ngài và làm công việc mà Ngài gọi họ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah, con cầu nguyện như này trong danh của Chúa Christ, cho chúng con nhìn thấy được những kẻ thù đang chay quanh chúng con, đang cám dỗ chúng con, đang tấn công đời sống của chúng con, để chúng con đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Nhưng mà Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con được sinh ra để chiến thắng, chúng con được sinh ra để bởi vì Chúa ở với chúng con, cho nên tất cả những nan đề khó khăn của con không so sánh được với vinh quang hầu đến, không so sánh được với những đỉnh núi mà Ngài sẽ đưa chúng lên. Con cảm ơn Ngài, con dâng mọi sự chúng ta Chúa cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.